Còn bữa hổm anh có một ông màu trắng nữa là thầy A Di Đà đó, yeah. Mà mất tiêu rồi, anh cho tay rồi. Quá trời vòng nhiều trên tay luôn rồi. Rồi đi qua uống nước đi, quay hoài luôn á. Thôi không ăn đồ hũ đâu. Không ăn đồ hũ chứ Vinh. Không. Ủa không, mới ăn sáng mới quất tô mì nhưng nhất mà bia đó. Nguyên nhân thì sao mà người ta tu ta hay ăn đồ hũ mà sư Vinh không ăn đồ hũ là sao? Anh ăn đồ hũ anh ngán rồi. Ăn cả mấy ngàn năm mà còn gì nữa. Ăn nhiều quá. Rồi rồi rồi. Quỷ dặn người ta. Vậy là ngán hả sư Vinh? Ừ. Bây giờ đi kiếm nước uống rồi vậy? Ừ. Rồi qua đây coi cái gì uống. Cái dòng ngà nãy tính tiền mà chưa lấy ra. Đâu 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 đâu. Cái dòng tay kìa. Ờ nó để trên bàn đó không? Ờ vậy mà cũng còn nhớ hay ha. Đâu con ngu. Vậy là cũng còn khôn quá hả? Khôn mà. Ờ đi khôn lúc ngu. Người đi kiếm nãy ngu là cho đồ cho là ngu rồi đó. Ờ người đi kiếm gì nữa? Khôn mà đi kiếm một cái nước cho Tấn Dũng vào uống. Cũng bình thường thôi. Cho nó nhẹ đang tôi quýnh lộn tôi chạy cho mau. Đó, sao? Dài mà 18 nước mà. Ờ, dưa vậy. Thú đó là dưỡng, sư huynh thôi dưỡng chứ phải khỉ. Dưỡng mẹ nó dưỡng cũng được nữa. Dưỡng là phải gả bà gì mày cho tao à. À. Cho tao dưỡng phải gả gì cho tao à. Gả gì cô gì cho tao mới được. À, quá xá ha. Ờ, nào giờ thì lần đầu tiên cũng mới thấy được cái rễ cây như thế này mà đang nhau vậy ơi, quá là lạ ha. Ừ, đi vô trong, đi vô trong. Cái này chủ mà. Bên, chủ đó bên trong là cái trụ giữa nha. Trụ giữa đó, bốn ở xung quanh đó là nè, một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, không? Tao là một góc nào đây? Đông Tây Nam Bắc đâu rồi? Đây là như là về ngũ công dương Phật vậy đó. Ông này ở giữa là trung ương Phật nè. Tây phương, Bắc phương, Đông phương, Nam phương đó. Nam phương hả? Ở đây ngon hơn nè. Ở đây chắc làm cái ghế cái đây, tao ngồi ở đây như Đông Cung Thái Tử ngồi nè. Đó bên kia là Tây phương, Nam phương, Bắc phương, đây Đông phương. Đông Cung Thái Tử ngồi thấy sang chứ sao ha? Ngồi mà không có ghế đó. Ngồi mà đái quần luôn à. Còn hắt cái đai đỏ vô cái. Dạ chào sư huynh. Rồi sư huynh bữa nay đi mua gì vậy sư huynh hả? Mua đồ về cho người ta. Rồi. Được nhiêu tiền mà mua nữa rồi? 1 triệu. Vậy hả? Bao nhiêu đây chưa đủ đẹp sao? Không. Cái này còn thiếu, bên đây này nè, đây thiếu nè. Quá nhiều luôn rồi, đeo gì sâu chuỗi rồi có lục lạc. Quá wow. Nhiều em gái ơi. Dạ. Nhiều. Coi như là sư huynh là mua để mà ai mà có duyên là sư huynh tặng luôn vậy. Ờ vậy đó. Đeo cho mình vậy chứ ai thích ai là tặng nó luôn. Hai cái. Cái này nhiêu vậy? Rồi 3 cái. 70. Rồi tính tiền nha, thiếu nợ nha. Ừ. Chị dám bán chịu luôn hả chị? Tôi bán giùm bà mà. Tôi bán thằng nuôi nha, hai vợ chồng đó. Vậy hả? Rồi tổng thiệt hại. Rồi nè, đi đeo tính tiền nha. Nè. Đây, đưa qua đây ta đeo luôn mà. Sư huynh đi mua rồi dòng vàng là chậm hả? Trả tiền giùm anh. Tiền qua còn đó, nhiêu vậy? 300. 300 hả? Ừ. Rồi rồi trả tiền đi hả? Bữa thiếu 50.000 nữa rồi là 350. Vậy là 350 luôn ha. Rồi bữa nay là chị rồi. Đây đây, hôm qua sư huynh gửi 500.000 còn đây. Đây nè. À, lên đồ hả? Lên đồ chào duyên với sư huynh là sư huynh mua chuỗi mua này kia để mà giao duyên với bà con này vậy. À, coi như là có nhiều tiền cứ chạy ra đây ủng hộ tiếp bán thằng nuôi vợ chồng nữa mà. Cái gì còn thấy chứ sao nữa. Ghê vậy? Quá nhiều tiền vợ chồng lấy hết trơn rồi. À, đây ở đây bán cũng rất là nhiều quà lưu niệm nha. Chuỗi rồi cái đồng hồ Tấn Dũng đi dục ra đi về nơi nơi đây là chùa Phước Điện Tự, gọi là chạy ruộng của bà thầy Tây An ngày xưa. Rồi đủ rồi đó. Ở đây có một cái quầy bán chuỗi, bán rất là nhiều quà lưu niệm nha. Ở đây là chị chủ nè. Lưu gì nữa sư huynh? Nhắn nữa hả? Cái này như cái tèo 30.000. Ở đây bán cũng rẻ ha, giá cũng hữu nghị ha. Cái này 25.000 luôn sư huynh ơi. Rồi mày vô ai mua thì mua nha, không mua là tôi mua hết trơn à. Ừ. 30.000 hai cái. Sáng buổi sáng hôm nay là đi theo sư huynh để mà sư huynh xem coi sư huynh mua chuỗi ở đâu. Rồi là rồi 4 cái này để làm gì?
21 rồi, trả 100 đậu xanh. Tặng luôn hả Quỳnh? Ừ. Em có viên không? Yeah. Có viên không? Ủa mà còn làm con gái xanh là có viên đó. Ừ. Rồi xong. Rồi ra uống nước đi. Là tới như 50 ngàn tao lo luôn. Hết 400 rưỡi hả sư Quỳnh? Dạ đủ. Ok, đậu hũ, đậu hũ. Kêu đậu hũ rồi kìa. Thôi đậu hũ không ăn, đưa cho nàng đi. 26 chén đậu hũ mà. Mời chú dùng đậu hũ chú. Không ăn đi sao? Để ăn cái đổ đủ đi anh em ơi. Con Phật mà, cái này con Phật con trời không mình nuôi. Ừ. À, vậy là mua xong hai cái mặt đó là tặng cho hai sư huynh đó ha. Ừ. Mỗi sư huynh mà một cái mặt tặng Lê Thanh cái nè. Lê Thanh luôn, tặng Lê Thanh luôn. Cũng có luôn nè. Ôi tặng Tiến Dũng luôn hả? Cho hàng này luôn. Thôi nãy 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 này huynh, đợi thì cũng đã có quà của huynh bây giờ tại chưa có nè. Này có, tặng nó đi. Tặng cho Tài đi, kỷ niệm đi ha. Em này. Luôn. Cha cha coi cái món đồ gì tặng thì đây. Vàng cho chuỗi đi. À. Chuỗi vào hầm Đài Loan nè. Cho chuỗi Đài Loan luôn. Rồi đó hầm Tân Dũng đưa anh đó. Cho luôn nè. Rồi. À. Rồi kiếm lại cái chuỗi khác. À. Thiếu rồi. Gì hả? Thiếu hả? Đi mua nữa hả? Trời ơi, vừa cho thiếu rồi mua nữa. Hay quần đẹp cái gì, hai cái chuông ở dưới chân là gì vậy Quỳnh? Tao là bò mà ngu như bò đó. Là bò phải ngồi quay tơ phải đâu châu bò mà ngồi quay hoài nè. Quay tơ để nuôi mấy đứa này. À, vậy là hai cái xe. Hai cái chuông với gì vậy? Teo teo, đi ra xe đẹp. Đó. Lại ha. Rồi, có cái nào cho 10 ngàn không? Cái này trên tay không phải bò. Quynh ơi, trên tay Quynh đeo rồi, cái này. Hết tiền luôn đó nha, hết 500 ra đi không bao giờ trở lại. Rồi. Chúc cho chị mình buổi sáng hôm nay được sư huynh mở hàng là bán coi như là bữa nay cũng cỡ 5 triệu được không? Chữ ngọc của mẹ đó, đồng tiền thánh tử cho. Huynh tặng chữ của bác. Còn hồi nãy huynh nói là cái chân của huynh có cái chân bò rồi hai cái tay có đeo nữa kìa. Tay này tay bò. Tay bò. Tay bò nè, hai có hai con bò nè. Bò mà nó có cái dĩ nè thấy không? Ừ. Con bò nó đầu vàng nè. Ghê quá. Quá dữ. Bò một sừng nữa thấy không? À. À, bò này là của anh nè, bò này đầu đỏ nè. Đấy. Rồi, rồi. Đây nè, sơn đỏ luôn nè. Dữ dội ta, nhộm hấp luôn, cũng mua đen dữ ha, cũng mấy màu hả? Đỏ, nâu, vàng đó ta. Xanh nữa, móc tôi nhộm màu xanh nữa. Ồ, nhìn cũng giống diễn viên Kim Siêu Dông quá ha. Chơi Siêu Dông, Kim Siêu Dông. Tức là mình màu đỏ có nghĩa gì không anh Long? Màu đỏ là màu của Tài Lộc. Tài Lộc hả? Còn màu xanh nữa, màu xanh là màu xanh là màu của anh, màu của nước biển. Ừ, của Đông Cung Thái Tử. Yeah. Màu vàng, màu vàng là màu của ông cố nội tao, ông Hồ Chí Minh đó. Dạ, vô màu trắng, màu trắng. Màu trắng là màu của mẹ, Quan Âm, Tây Phương. À. Giờ có gì đặc biệt nữa không chia sẻ luôn. Thấy anh đeo ba con rồng ở trên tay rồi bốn con luôn hả vậy? Con này là Hắc Long, con anh đây, cha đây. Còn bữa hổm anh có một ông màu trắng nữa là thầy A Di Đà đó. Yeah. Mà mất tiêu rồi. Anh cho tay rồi. Đó trời rồng nhiều trên tay luôn rồi. Rồi đi qua uống nước đi quay hoài luôn á. Thôi không ăn đồ hũ đâu. Không ăn đồ hũ chứ Vinh. Không. Ủa không mới ăn sáng mới quất tô mì rồi giúp nô bia. Nguyên nhân thì sao mà người ta tu ta hay ăn đồ hũ mà sư Vinh không ăn đồ hũ là sao? Anh ăn đồ hũ anh ngán rồi. Ăn cả mấy ngàn năm mà còn gì nữa. Ăn nhiều quá. À yeah. Ăn đồ hũ. Rồi rồi rồi. Quỷ dằn người ta. Vậy là ngán hả sư Vinh? Ừ. Bây giờ đi kiếm nước uống rồi vậy? Ừ. Rồi qua đây coi cái gì uống. Cái dòng ngà nãy tính tiền mà chưa lấy ra. Đâu 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 đâu. Cái dòng tay kìa. Ờ đó, để trên bàn đó không? Ờ vậy mà cũng còn nhớ hay ha. Đâu con ngu. Vậy là cũng còn khôn quá hả? Khôn mà. Ờ đi khôn lúc ngu. Người đi kiếm nãy ngu là cho đồ chân là ngu rồi đó. Ờ người đi kiếm gì nữa hả? Khôn mà đi kiếm một cái nước cho Tân Dũng vào uống. Cũng bình thường thôi. Cho nó nhẹ đang tôi quýnh lộn tôi chạy cho mau. Đó xá ha. Rồi đi ra đây uống nước. Đây 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 đây. Mà thấy cái gì không? Cái gì đi vậy đó, gì đây, gì đây. Nó là lưới trời đó. Hả? Bên đây hả? Ừ. Cái này là lưới trời hả chú Huynh? Ừ. À cái gãy cây này cũng lạ quá ha. Ừ giống lưới trời không? Lần đầu tiên mới gặp luôn quý vị. À, cái cây này là quá xá lạ luôn ha. Tao lâu lắm rồi mới trèo lên nè, để coi trèo lên té thấy bà nội tao không? Trèo lên cây luôn hả Huynh? Từ nhỏ tới lớn mới thấy luôn cái cây quá độc lạ quý vị. Đây là hoa quả sơn của chị đó. Ồ nó đang với nhau ấy. Vậy là cái này là lưới trời hả sư huynh? Ừ lên đây nè, lên đây quay nó giống nè. Chỗ này nè. À. Lên đây tao quay giùm cho. À, lưới trời ha. Quá tệ rồi quý vị ơi. Chưa vô đây là khó lọt lắm á. Tao đứng ở ngoài tao đập chết mẹ chạy vô đây rồi quýnh quýnh trời lũi vô đây chạy ngoài đâu được. Yeah. Đây 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 anh quay cho một cái.
đây mới nhìn thấy rõ nè. Thấy sư huynh thấy. Dạ. Thôi vậy tao lên đây ngồi tới đây. Leo cây giỏi đúng không? Đâu có, cái lưng đau hết leo nổi rồi. Ngày xưa đi chèo dừa ngày 20 cây để 400-500 ngàn đó. Mà tự nhiên cái bà cố nội bà Quảng Âm mới về kêu tao đi, không đi bà quýnh tao gãy xương sống đó. Dạ. Chắc có làm gì sai phải không? Làm gì sai? Đúng rồi, làm sai á. Bà nói bà cho đồ nhóc hết trơn mà không chịu đi. Mày á đáng ăn gậy trượng gồng. Nhưng mà đập xong bà cho cái trượng đó. Cái trượng là cái cây hồi nãy hay là cây khác luôn? Cây khác để trong phòng bà kia rồi, bà chủ á. Ờ, cho nãy đem theo luôn chưa? Thôi, cho tao rồi. Mốt mà làm cái khác. Mốt tụi mày mua tao cái trượng bằng đồng tao mới chịu. Cái trượng nó bằng nhôm. Quýnh không có đã. Ờ, sư huynh như cái kính đó là mới nữa hay vậy sư huynh hả? Đúng rồi, nó hai cái qua cái đó, cái này khác. À vậy hả? Đó, cũng thêm mút vậy hả? Thời trang cái 4 triệu đó. Bán gớ bớt 50 ngàn. Ủa, bò sao leo cây được ra? Quá hay vậy ta. Mình nên tập văn nữa đó. Tập văn hả? Anh đóng đủ dài mà 18 nước mà. Ờ, ghê vậy. Thú đó là dưỡng mà, sư huynh thôi dưỡng chứ đâu phải khỉ. Dưỡng mẹ mà. Đi dưỡng cũng được nữa. Dưỡng là phải gả bà gì mày cho tao à. Cho tao dưỡng phải gả gì cho tao à. Gả gì cô gì cho tao mới được. Nào giờ thì lần đầu tiên cũng mới thấy được cái rễ cây như thế này mà đang nhau vậy ơi, quá là lạ. Ừ, đi vô trong. Cái này chủ mà. Bên, chủ đó trong là cái trụ giữa nghe. Trụ giữa đó bốn ở xung quanh là một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, không? Tao là một góc nào đây? Đông Tây Nam Bắc đâu rồi? Góc nào đâu? Đây là như là về ngũ công dương Phật vậy đó, ông này ở giữa là trung ương Phật nè. Tây phương, Bắc phương, Đông phương, Nam phương đó. Nam phương hả? Má tại đây ngon hơn nè. Quen ở đây, chắc làm cái ghế cái đây, tao ngồi ở đây như Đông Cung Thái Tử rồi nè. Đó, bên kia là Tây phương, Nam phương, Bắc phương, đây Đông phương. Đông Cung Thái Tử thấy sang chứ sao ha. Ngồi mà không có ghế đó. Ngồi đái quần luôn à. Còn hắt cái đai đỏ vô cái ngang lưng quần là gì quá. Bữa nào tôi kiếm cái đầu hổ tôi gắn vô đây nè. Bạch hổ kim vắng, năm nay là năm bạch hổ đó. Đầu hổ trắng. Chặt cái đầu hổ cắn đây. Bạch hổ năm nay là năm bạch hổ kim đai ấn đó, năm nay bằng vàng tràng vàng giao ấn lệnh đó, là cho ấn lệnh đó. Đây tôi cho anh Dũng cái nè. Lấy không? Cho. Bữa nào vô lấy. Cho cái ấn vô mà. Ấn lệnh của Thích Ca. Dạ, cái đó thì tùy duyên thôi sư huynh nha. Hai nhận này vô. Đưa ta đây. Moni Moni Mahai Phoni Sa Cha Mau Ra Ye Pha. Cho bốn thằng luôn. Đúng rồi, chủ rồi. Giờ vậy là có bốn người cho điều hết chân chứ nãy thôi nó không bị sao không? Đúng rồi. Thế nào mỗi mỗi thằng chen góc đây tao vô giữa nè. Rồi. Đây góc này của tao ngồi đây. Đồ mà có ghế ngồi luôn nè. Góc này của ai mà ngũ công dương Phật mà. Ông này là Tỳ Lô Trung Ngư. Ông này ông nội tao, tao vô tao ngồi ghế ổng bình thường đúng không? Ổng đi tao ngồi. À, ổng có đây không? Ổng đâu có đây đâu. Bữa nào kiếm ông Phật để ở đây nè. Đó, ổng ngồi. Yeah. Ông này là Phật tại vì ông bà ông trắng. Vàng xanh đỏ, thanh bạch hắc đế đó. 4 năm ông đó. Ông này là trắng nè. Xanh, vàng, trắng, hắc, bạch. Rồi. Đó, năm ông. Đó này đó đây là cái gì? Chỗ này là của Phật thầy đang nó làm cho mình đó. Yeah. Ở bên kia thì giếng nước để mình tắm cho mát mẻ kìa. Có giếng nước bên kia nữa chứ. Đây, qua đây. Sao huynh mặc quần mà xăng ống thấp ống cao ý nghĩa gì vậy? Tao nói là tao cái bang mà. Cái bang luôn. Yeah. Đóng đủ dây mà hồng thất công là không đó hồng thất công không giờ theo sư huynh qua bên cái giếng nước tiên giếng nước tiên vậy đây giếng nước tiên đó chừng nào thấy được phụng hoàng rồng trầu chớp nhón thì Thích Ca cả đời tự đó vậy luôn hả thơ hay ha khẩu thành thơ. Đây là giếng nước tiên, chỗ giếng nước tiên cái gì vậy? Bữa nay có hội ngộ đầy đủ anh em YouTube ha. Này giếng nước tiên của Phật thầy Đạo Thanh rồi lang thang miền quê ha. Bạn này tên gì? Vậy ha. Giang núi cấm, núi xuống á. Uống được luôn. Tắm được luôn. Đây, tắm được. Cởi quần ở đây ta tắm cho. Giếng nước tiên. Sau giếng để chuyện lọt cái điện thoại ừ quay đi hội lọc hội xuống má nhận ra tốn mẹ lỗ tiền nợ luôn. Mát mẻ chứ ha. Mát khỏe rửa cái vòng liền rửa cái vòng hả cái vòng mới mua hả rửa cho nó sạch được nó dính bụi trần nhiều quá rồi rồi tới mình rửa mặt ca này xuống ca này múc rửa mặt xuống ha
đeo vô cái đã. Đưa kính này, đưa mắt kính 2 triệu đi, cầm cho để gấp này nha. Gấp cái này. Mắt kính gì mà. Kệ Trần Dũng cho 3 triệu rưỡi ra, có nói 2 cái 4 triệu nó nói còn 3 triệu rưỡi rồi nó ừ quốc luôn. Chị là cái người bán người vô mánh luôn à. Ừ. Ai biết đâu. Để đeo thử coi. Nó lừa tao rồi kìa, nó trời đánh nó cái gì đâu mà. Tao con trời. Nhìn đeo thấy được không? Thấy chúng anh em không? Chúng anh em không? Anh em như là như là cùng nhau chỉnh súng không? Tao không ơ, đừng lại gần tao là tao tán cái này bán cho số rồi. Anh đang mới đúng rồi, chỉnh mới xuống nè. Ờ vậy á, chỉnh đúng chưa? Quá cỡ gì ơi, đeo mắt kính cho vô. Rồi sao? Mắt mắt như ta. Đúng rồi. Em ra mà nắng á, em ra mà nắng á, nhìn nó có cái hào quang ở trước á. Thiệt, đeo ra đi ra mà nắng em nhìn vô á. Đi ra mà nè, nhìn thử đi. Nhìn có hào quang trước trước mặt á. Ờ, đâu thử 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 ra kỳ kỳ vậy đó. Kiếm nhìn nghe như cái đèn pha vậy đó. Gì hả? Nhìn thẳng đi. Thấy không? Nhìn vô nè, nhìn vô bóng đèn nó có cái đèn pha vô bóng. Đâu chứ nào đâu. Nhìn lên đi. Ngước lên nhìn có bóng đèn pha vậy đó. Rồi nhìn tới đây. Thấy gì không? Thấy gì không? Ừ. Nhìn nè, mặt trời ở đây nó chiếu vô đây nè. Thấy mặt trời chiếu vô mặt. Rồi nè, nhìn xuống đây nè. Nhìn thử có cảm giác như cái bóng đèn pha trước không? Thấy không? Thấy không? Đúng rồi, sao mà ngồi người ta mất. Ừ, kính là 2 triệu bạc nó vậy đó. Mắt kính này của ngựa trên đeo thấy có khác ha. Ừ. Quá cỡ ha. Nè, thấy không? Thấy không? Nè, nó chiếu pha trước mặt nè. Nó như cái đèn vậy đó. Nãy nó chạy tao đâu có tắt đèn mà sao nó pha nè, đeo thử coi. Tao tại đây thử này. Đó, rồi nhìn qua đây, nhìn ở đây ngước lên ngước xuống thấy cái đèn không? Nhìn như đây nè, ngước lên nhìn lên nhìn xuống thấy cái đèn pha không? Thấy cái đèn sáng sáng trước mặt không? Ừ. Giống như là cái tử ngoại vậy. Ừ. Quá dữ ha. Chiếu anh Thanh thử không anh Thanh? Chắc mất tiền. 2 triệu bạc mà đâu có kìa. Thử ngay bây giờ. Cái gì mình phải cho cái gì phải trải nghiệm. Ừ, cái gì đó, cái gì sự. Cái gì nó từng đeo mất kiếm 2 triệu. Đó, nhìn vô đây, nhìn qua đây nó thấy. Đó, thấy không? Ngước lên ngước xuống thấy cái đèn trước mặt không? Thấy cái nhà, mở cái nhà cho bà coi tao nhìn mặt chứ. Cái mặt đi mà. Đúng là 2 triệu có khác á. Khoảng kim cương đó vậy anh ơi. Đừng lao chày, ta có kính lao kia riêng à. Chày cái kính á. Chày cái kính cái mắt hết mẹ nó còn chịu chín không rồi chưa đó. Rồi. Cái này nó không có trá nắng nữa. Là đi vô đây nắng chết mẹ bắt ta đứng mà nắng hoài. Rồi. Trời ơi, cái gì ơi, bữa nay quá xá rồi. Bữa nay mặc áo khỉ màu vàng nữa ha. Áo khỉ hả? Nhắc tới khỉ thì như là ngứa ngứa gì ta. Khỉ luôn hả? Dài hợp tác đặt hoa chung. Dạ. Dạ, dạ. Gớt là mình lụm nha. Dạ. Bừng đâu? Gớt cái gì là lụm cái nấy đó. Quá xá rồi. Cái gậy đâu vậy? Dạ. Dạ, lơ. Dạ. Lấy cái măng cầu đi Dũng ơi. Dạ. Lấy thanh ra. Ký măng cầu, măng cầu cho bà già nó kìa. Rồi tiếp cho bà lão một ký măng cầu đi bà, căng ký đi bà. Căng con ký đi ha. Rồi căng ký đi bà. Rồi giúp cho bà Bảy một ký măng cầu coi. Măng cầu. Dạ trong này là cái mấy cái này bao nhiêu gói nữa? 5.000 bó. Rồi lấy cho con 4 bó nữa đi ha, để con nấu nước uống thì ủng hộ tiếp bà. Gửi chanh không anh Dũng? Rồi gửi chanh, gửi chanh, gửi chanh mới lao. Ừ. Rồi tổng cộng là bao nhiêu bà ha? 4 bó là 20 với bà bán cầu này là. Cái này nó tuột rồi, hồi kia nó sao. 50 chẵn nè bà. Nè. Nè nè ba. Ê, bà lỡ tắt hả? Ủa lấy cái mố dài điện quyền cho coi. Dạ đúng rồi nè. 50 nè chị. Dạ. 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 Rồi. Rồi bà. Rồi cảm ơn bà nha. Cảm ơn vậy, tôi cảm ơn cậu, vợ chồng tôi có ăn, cảm ơn cho hai chồng già tôi cho bán chiều tôi cho tiền. Dạ, vậy là bà bán giùm ta ha. Dạ, bán cho chiều tôi cho. Dạ, dạ bà. Rồi. Thôi, thôi mố hồi mày lọt cuộn cũng công.